Nguyễn Thanh Vân, 10 điểm cho đội đi. Yeah. Đập Linh, xin chúc mừng đội A, đội A được 10 điểm nữa. Dương Tử Di, đội D được 20 điểm nữa. Yeah. Mời đội B, Perfect Storm, 20 điểm cho đội B, chúc mừng bạn. Thái Thanh Ích, 20 điểm cho đội B. Fire and the Wind, Elephant, Amdus. Chính xác, 20 điểm cho đội B. Câu hỏi tiếp theo, anh hùng thì phải chết, bốn chữ cái. Trả lời là gì? Mời các bạn. Rồi, 10 điểm chúng mình đi. Yeah. Trời ơi, sao tàn chết là chết không vậy? Và đây chính là gợi ý tiếp theo. Chợt nhận ra những giá trị của cái đẹp chỉ vài giờ trước khi chết. Tên của nữ diễn viên là gì? 11 chữ cái. Xin mời bạn. Kevin Spacey. Chính xác, chúc mừng đi. Yeah. Còn hai câu nữa sẽ tới câu hỏi của hàng dọc. Bây giờ là tổng số điểm của bốn đội. Đội A 20 điểm. Ôi, dạ, dạ, dạ. Đội B 50 điểm. Yeah. Đội C 20 điểm. Và cuối cùng là đội D 40 điểm. Chúc mừng. Xin mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo. Vượt qua bao khó khăn để trở về, chàng chỉ kịp có những giây phút ngắn ngủi với nàng trước khi chết. Tên phim là gì? 12 chữ cái. Xin mời bạn. Không mau thành. Không có gì chính xác hơn. Chúc mừng các bạn. Yeah. Tổng số điểm của các bạn hiện nay đã là 30 điểm. Các bạn phải cố gắng lên để các bạn có thể bằng điểm với lại đội D. Cả đội A nữa, các bạn cố lên nha. Và đây là gợi ý. Cái chết cuối phim làm lay chuyển trời đất. Tên phim là gì? 18 chữ cái. Là gì? Bạn của tôi đó là chính xác nha. Nếu mà bạn trả lời đúng thì có nghĩa là số điểm của bạn sẽ bằng với lại đội D. Bạn và đội D sẽ cùng trả lời câu hỏi phụ. Bạn... chơi luôn. Rồi bây giờ câu trả lời của bạn là gì? Passion of the Christ. Chính xác, chúc mừng bạn. Yeah. Và đây chính là câu hỏi phụ cho đội C và đội D. Câu hỏi này không có gợi ý. Các bạn hãy bám sát những câu hỏi từ nãy giờ để mà trả lời nha. Câu hỏi là: chủ đề chung của những ưu chữ mà chúng ta đã giải là gì? Là gì? Chết chưa? Bí chưa? Mắc mớ gì phải chết? Hả? Cái gì? Bạn vừa mới nói gì? Câu trả lời của đội xe là gì? Cái chết. Chúc mừng bạn. Yeah. Bạn tranh thường thưởng cuối cùng. Cái này tao đánh thay cho anh. Anh kia, anh lấy quyền gì anh đánh tôi? Còn cái này nữa. Xin lỗi mọi người. Cắt. Anh Khương sao kỳ vậy? Quên thổi hoài à? Xin lỗi mọi người, quay lại. Ok, quay lại. Nè, anh có thể nào cố gắng đừng quên thoại được không? Sao? Trễ hẹn hả? Mong anh giúp đỡ. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Máy chạy, 3, 2, 1, viết. Trời ơi, con sao vậy? Hả? Con sao không? Không sao. Không sao đâu. Ủa, sao anh không đi bán đi, ở đây nhà làm gì? Bán cái gì? Con về tôi bán buôn gì thôi mà bán. Thôi, tôi thấy đau quá, tôi đưa cô đi bệnh viện khám nha. Không sao đâu, anh cứ đi đi, tôi khỏe mà. Thôi mà, kìa, cô Thúy, cô Thúy. Chờ anh chút. Alo. Dạ, chú Võ. Dạ, con nhớ rồi. Dạ, Minh Hiền hiện tại không có đi chung với con. Chắc cô để điện thoại chế độ rung á, cho nên không nghe.
Hả? Bệnh viện? Dạ, con biết rồi. Dạ, chào chú. Anh Quang ơi, tới tập đường dây gấp anh. Rồi, 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 anh biết rồi. Tỷ số của hai đội như sau. Đội B 60 điểm. Yeah! Đội C 60 điểm luôn. Yeah! Và đây là câu cuối cùng để xác định đội chiến thắng. Hai đội phải cố gắng giơ cờ thật nhanh lên nha. Câu hỏi là: phim kể về một cuộc tìm kiếm cho một gia đình thiếu vắng người bố, và cho bản thân người tìm kiếm ấy một vùng đất. Vùng đất ấy thần tiên. Câu trả lời là gì? Hai đội, xin mời bạn. À, anh ơi, xin lỗi cho em hỏi là ở đây có ai tên Minh Hiền không anh? Đây nè. À, dạ chị có điện thoại hả? Hả? Điện thoại đây hả? Dạ chị gấp lắm. Gì vậy ta? Hai đội cứ tiếp tục suy nghĩ đi, tìm ra câu trả lời đi. Alo. Hả? Tới liền. Đợi mấy. Câu trả lời các bạn là gì? Hai đội các bạn cứ tiếp tục suy nghĩ đi các bạn. Không sao. Thiếu ai thì đi không sao. Có chuyện gì vậy? Gì tôi đi vô bệnh viện rồi. Hả? Khu này không có xe ôm đâu. Nè, cầm lấy. Để tôi chở đi. Cảm ơn nha. Ủa chú, vậy có làm sao rồi chú? Vậy con bị đau ruột thừa, bác sĩ chuẩn bị mổ. Mổ hả? Cũng may là phát hiện kịp, chứ không thôi là tiêu rồi. Trời ơi, làm cái gì mà ra nông nổi này. Chú, nhưng mà mổ còn có bị cái gì không chú? Cô đừng lo, mổ ruột thừa không nguy hiểm như cô nghĩ đâu. Sao anh biết? Ngày xưa tôi cũng bị mà. Chừng nào mổ rồi chú? Bác sĩ chuẩn bị mổ rồi, tôi mới vừa làm hồ sơ xong. Cô đừng lo. Bác sĩ nói gì con không có sao, nằm nghỉ vài ngày là khỏe lại à? Con xin lỗi nha. Con có để gì phải gánh chịu mọi thứ một mình như vậy. Con xin lỗi gì nhiều nha. Alo, anh nghe nè Khánh Thương. Em đây. Em mới vừa khám xong. Ủa, bác sĩ nói sao? Em cũng đã khỏe hẳn rồi, nhưng mà bác sĩ nói em phải cố gắng thêm. Nhưng mà anh đi dự tiệc có vui không? Cũng vui lắm. Bây giờ anh đang ở đâu? Bây giờ anh... Anh vẫn đang ở buổi họp mặt. Dạ, tiếc thật. Nếu như anh về sớm thì chúng ta đi ăn là được rồi. Khánh Thương à, em đang bị bệnh, chưa nên nghĩ đến chuyện ăn khuya đâu. Khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ dẫn em đi ăn, chịu không? Là anh hứa nha. Dạ, em biết rồi. Vậy thì em về nhà trước đây. Dạ, em chào anh, chúc anh đi vui vẻ. Ok, chào em. Mọi người cũng mệt rồi. Thôi chú với anh cứ về nghỉ đi. Con coi gì được rồi.
hay là để chú ở đây săn sóc gì, tụi con về đi. Thôi, con không muốn bỏ gì mình nữa đâu. Chú cứ về nghỉ đi, con thấy chú còn bộ mệt rồi đó. Không có sao đâu. Nghe lời con đi. Anh cũng mệt rồi đó, anh về nghỉ đi. Gì con? Để chú đi mua gì cho con ăn. Sẵn mua chút cháo lúc bà tỉnh dậy cho bà ăn luôn. Thôi khỏi, con chưa có đói. Còn cháo có gì á, để lát dì tỉnh thì con đi mua ăn cho nóng. Vậy thôi chú cứ yên tâm về đi, con tự lo được rồi. Ừ, chú về trước nha. Dạ. Bữa nay cảm ơn anh nhiều lắm nha. Đừng có xáo, chúng ta là bạn mà, phải không heo mọi? Thôi cô vào với dì đi, tôi về đi. Anh về cẩn thận nha. Ừ, bye bye.